Một công ty ở Đà Nẵng thêm 21 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 19 tháng 7, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết địa phương này ghi nhận thêm 32 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hầu hết bệnh nhân mới đều liên quan các điểm nóng về dịch COVID-19. Trong số 21 nhân viên công ty điện tử Việt Hoa ở khu công nghiệp Hòa Khánh dương tính với SARS-CoV-2, thì có 16 F1 đã cách ly tập trung, 5 bệnh nhân chưa được cách ly. Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, doanh nghiệp này đã có tổng cộng 83 người dương tính và đây là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong số các điểm nóng mà cơ quan chức năng đã xác định. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng, ngành chức năng ghi nhận 68 điểm nóng có nguy cơ lây nhiễm, trong đó các điểm tập trung nhiều nhất tại 3 quận, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế phối hợp đơn vị liên quan, tăng cường nhân lực, vật tư để khẩn trương truy vết, khoanh vùng tại các điểm nóng có nguy cơ lây nhiễm cao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.